mấy hộp. Bốn hộp là có thiệt nha cô chú. Đây, rồi gán đỡ thêm cái nữa. Kia. Kia, cái kia kìa. Có gì đó đó. Rồi, cho ba cho em tin luôn. Trời ơi, dễ hẹn. Hộp cái cho bà cụ. Cô để đây, cô cầm trên tay đi, để đây lửa. Để cái này trước đi. Dạ, dạ. Nãy giờ rồi. Nãy giờ. Dạ, đúng là, đúng rồi. Dạ. Ăn hộp xe, có những gói đỡ con cái. Đổ liền mà thì nó không. Cho tụi con đổ trước không? Cái này xong rồi nè. Cái đi, này cho em. Anh để cho nè 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 đi nè. Ừ cái này đúng không? Còn bé chứ tại vì bé nó khóc nãy giờ. Cái này lấy đi. Đây nha. Sao em chị? Lấy ra cô Năm ơi. Bông nữ miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn, xin chào mọi người. Cô chú, anh chị và các bạn ơi, ngày hôm nay thì bốn chị em tụi con lại trở lại với một cái món ăn rất là ngon và hấp dẫn, cũng như là một cái món rất là truyền thống với lại tất cả mọi người và cả kênh Bông nữ miền Tây nữa. Món này thì cực kỳ là quen thuộc luôn. Nguyên liệu chính thì bao gồm sẽ có những cái bột bánh xèo vàng vàng này nè. Thì chắc là mọi người đoán được là hôm nay mấy chị em lại tiếp tục làm bánh xèo rồi đúng không? Nhưng mà với những cái nguyên liệu mà nó nhiều như vậy, hấp dẫn như vậy đó, thì chắc chắn là sẽ không thể nào mà để ở nhà ăn hết được, chỉ có mấy chị em thôi. Hôm nay thì mấy chị em quyết định là sẽ đem bán những cái bánh xèo hoặc là thơm ngon. Tại vì hôm trước khi mà vào trong xóm Thu Me phát cơm á cô chú, thì mấy cô trong đó nói là rất là thèm cái món bánh xèo luôn. Lâu lắm rồi mấy chị em không có mang vào bán, do là nó cũng nhiều công đoạn với lại hơi xa nữa, cho nên là ít khi mà đem vô đó bán. Hôm nay thì để chiều ý mấy cô trong xóm Thu Me, mấy chị em đã quyết định đi chợ và mua những cái nguyên liệu như là thịt heo nè, đây rất hấp dẫn luôn. Ngoài ra thì còn có những cái con tép ở phía bên đây nữa đang được cắt làm sạch sẽ nè cô chú. Dạ, đây là tép bạc. Ngoài ra thì còn có thêm củ cải đỏ nè, củ sắn, rồi giá, dưa leo, rau ăn kèm thì rất là nhiều loại nha, từ xà lách đến rau nhíp cá nè, rau thơm nè, rồi cái này là gì chị ba? Bằng lăng hả? Lá cách ha, lá cách nè, rồi lá lốt nè, tía tô nè, rồi ở dưới có gì nữa chị? Có cải bẹ xanh nữa nha. Đây cải bẹ xanh nữa. Thì mấy cái rau này nè ăn kèm với lại bánh xèo thì sẽ rất là tuyệt vời luôn. Nay mấy chị em thấy nước lớn thích quá cho nên là đem mấy cái nguyên liệu này xuống đây làm với lại rửa luôn. Và chút xíu mình lên mình sẽ rửa lại với lại nước sạch thêm một lần nữa. Dạ. Giờ thì mời cô chú anh chị và các bạn cùng bắt tay vào làm món bánh xèo để mà đi bán với lại mấy chị em tụi con nha. Rồi cái dĩa này 5 cái đã hoàn thành. Rồi đây của cô. Cái này 2 cái. 3 cái. Dạ. 5 cái của cô phía sau hồi nãy. Rồi tiền đây. Rồi để Rồi cái dĩa này 5 cái của cô nè. 2 cái đi. Bầu cho nó bầu cho mày. Để tiền. Để tiền. Đây. Nên là phải chờ đó. Bé này là của ai? Nè để con dĩa này với đi. Dĩa con gà. Để dĩa này 4 cái luôn. Dạ, 4 cái dĩa đó. Hồi nãy chị kia dặn con có 2 cái nè. 2 cái đi đi. Tôi. Để chung không có lấy dĩa lại. Để hộ. Có thua 4 cái để chung luôn. Dạ. Quá đông rồi mấy con ơi. Chờ hàng thì làm ngay rồi. Đó rồi. Cái. Vậy có cô Năm nữa 6 cái chị? 6 cái thêm 1 cái nữa anh. Thêm 1 cái tô nữa anh.
cho anh bé nè. Có 6 cái rồi đó. 6. Nè đây cái nữa nha. Để chú còn đứng đó mua cho con. Con Năm ơi, qua đây nhận hàng, qua đây nhận hàng. Nè đấy này đựng cho nhỏ là 2 cái. Đây là 6 cái. Cầm cái con chị nhìn với nha cho con. Rồi hai bịch nước mắm. Dạ cảm ơn. Rồi cô. Rau dữ rồi, ăn hết nữa. Cô ơi, đừng hỏi cô. Đổ tiền nó vậy. Dạ. Đổ bánh xèo thì chờ lấy giùm con nha mấy cô, ăn mấy ngon nha, mình về ăn liền luôn. Cho con gửi. Cảm ơn cô. Để cái dĩa trắng cho cô 2 cái đi. Cái cái cô. Dĩa thì ngốc á. Ôi. Thì phí. Muốn mua chứ ừ. Quá đông rồi. Tự nhiên vô. Cười. Chúc mua mấy cái chốt. Mẹ đi hút thuốc rồi nè. Vậy mà còn không kịp nữa. Sao thấy bánh xèo thèm không? Cái đi được rồi. Rồi nãy giờ. Rồi nãy giờ hãy gán đợi con chút nha. Rồi hai cái là xong rồi. Dạ. Rồi cho bé hai cái trước về trước nha. Đây. Sao trước thì từ từ. Hey. Ôi, xíu nó quéo hồn. Trời ơi, lắm gì quéo nè. Quéo hồn. Quéo hồn là có thiệt nha cô chú. Đây, rồi gán đợi thêm cái nữa. Kìa, 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 kìa. Có gì đó đó. Rồi, rồi cho ba chen tin luôn. Trời ơi, dễ hẹn. Một cái cho cô. Cô để đây, cô cầm trên tay đi, để đây lửa. Để cho lại trước đi. Dạ, dạ. Bảy giờ rồi. Bảy giờ. Dạ, đúng là, đúng rồi. Dạ. Dạ. Ăn còn xe, có những khó đợi con. Một cái đổ liền mà thì ngon. Cho tụi con đổ trước không có ngon đó cô. Bảy giờ mẹ đứng đó, mình đã đổ. Đổ trước thì em muốn lên. Dạ, cô cứ lấy hộp luôn vậy cho đây. Ngân viên cái chẳng bảy gì hả? Cái này xong rồi nè nha. Cái đi, này cho đây. Anh để cho nè, 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 nè. Ừ, tâm. Còn bé chứ tại vì bé nó mang nó khóc nãy giờ rồi. Cái này lấy đi, lấy đi, lấy nha. Sao cho em chị? Lấy ra cô Năm ơi. Lấy hạt cái cho một con. Tới cái chị con gà tới 5 cái coi, đó gà đi. Dĩ con gà. Dĩ gà của chị hả chị? Nè, cái đó chị còn dòng nó có quả nữa. Chị đợi chị đợi, 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 đợi em chút nghe. Quá đắng rồi chú ơi, ai cũng nói hết trơn giờ không biết phải làm sao. Mới nè, mới cái nè, mới cái nè. Là đã lấy bánh rồi. Cái rồi, lấy bánh rồi. Đây nè bà cháu tôi nè. Giờ lấy bánh xong ai trả tiền con nha, con không có nhớ được. Bà cháu được 4 cái bà nãy giờ chưa có đó nghe. Thôi tới quận tôi giành nó được. Thôi em lại đầu tiên em mới giành lại được, em đầu tiên á. Ba đi lại nữa, ba chưa được nữa kìa. Chưa đâu, mới có mấy chủ à. Dẻ con này đó 2 với dẻ bông đó 3 đó. Mình không dịnh lên mình đi lát nữa mình đứng đây đầu mùa mình lại về không đó. Em hay. Cho em trước nha chị. Em đầu mùa em lại em dành trước mới được. Nếu chị, không đứng em thèm luôn. Bà chờ em chút em cho vô chủ nhà cái. Được. Mới mốt lại thêm bánh cho một chỗ. Chủ nhà trước đi. Đâu chủ nhà đâu? Đây, chủ nhà đây. Quà. Trời ơi. Rất chi là nhẹ luôn á. Cô Ba ơi, 4 cái một dĩa hả?
cho tôi. Ai cũng giảm hết trơn rồi kìa. Tính mua cho nó Huyền cái vậy mà mua chưa đủ. Mua cho Dương đi bay nè. Bay cô gió hỏi bay bay cái hộp. Cho Huyền nó lên đó. Có ai vậy? Ai không lấy được đây tôi lấy nhớ là lấy có sợ gì té cho rồi vậy. Lâu quá à. Tụi ba cái cho con dâu đó có bầu đi. Cái mua hai cái lâu quá. Từ đó là đó không kịp. Mua hai cái mà lâu quá sao không thấy chứ. Lấy cái này là cho cô trước. Xin về cho cái chảo giữa đó cho bả đi cho mình về. Chưa chín. Chưa chín thì cô ơi bánh xèo mà gấp qua không ngon nha. Nhờ cái hộp đi cho ba ăn xèo xèo cái bả. Cái hộp là nhờ cô cầm lên tay đi để gần biết ra là nó không có bay luôn á. Bà cụ đâu? Bà nghe hả gọi nhượng cho cô luôn. Ê gì cô? Cô quay lại. Quay cái hộp bự lại cô. Rồi nóng nha. Chờ bà đó không tính tay bà cụ đâu bà. Dạ rồi. Bà bắt xong rồi qua đây. Dạ, sao không rồi, đi? Cô một phần hết cô quà chứ. Con gửi cô nha, rau. Nè, bà ba. Nước chấm. Nè, bà ba. Bà cụ à. Nè, bà cụ. Nè, cảm ơn mấy cô nhiều. Đi lửa mình cái trời. Mấy cái này lâu quá, mình cái chứ nè. Đẹp thì có đúng cục cua, đúng không thì vua đó. Nói chừng ra ba chảo đổ gì là mau lắm rồi đó. Cô cho con xong cái dĩa này đi. Nó, tới nữa. Rồi tôi với đầy đó nha, người ai dành đó nha. Rồi, lát nữa con nhường cô cái đó nha. Tao đẩy vô hoài hồi tao lấy dĩa không về. Còn mà, con nhóc mà. Đừng lo lắng. Đưa cho chồng cái này gì ba nó để đi. Nè, quẹt ở đây cháu của hai cái đi ngang dĩa này nè ngang. Để nó chờ hoài hồi sớm đấy. Thôi tiếp tục rồi, mấy cái dĩa ở cháu cháu. Cháu ngang cả đầu nè. Cô cảm tím nha, cái này cô cảm đổi không cho con.
đi lại chỗ cái gì nhanh kìa. Từ nắng đến hết nắng mà chưa có nữa. Đi lại là chuẩn bị sẵn trang bị nấu đồ này kia ha. Nhưng mà giờ này là cạn nắng luôn rồi đó mà hả, chưa có bánh nữa. Nhỏ nói là mấy cô đổ bánh kiểu này con đợi lâu quá, bữa sáng con giận. Cứ hai cái hoài đi, người ta đợi hoài chưa có hoài, thêm vô hoài. Má thêm hoài, hồi cho bao ba bốn cái chảo lên má đi. Chua nữa. Để hạnh nào, hạnh này thêm hai cái. Rồi cái gì không cho hoài. Thôi cái gì không hành của bé mình còn cái nữa. Thôi vô thêm hai cái này, thêm hai cái hoài đi. Để vô vượt dạ mới đến em mà. Ừ, đến đây là khỏi ăn luôn. Bây giờ chị chỉ bán bánh tối trước thôi, còn bánh không nhân lại phải đợi chị chút xíu nữa mới được nha. Giờ bây giờ là lấy một cái hay hai cái. Một cái trước đúng không? Rồi xong rồi đó, tới hai cái dĩa đó đó, hai cái dĩa đó đứng lâu rồi đó. Rồi chị Nhàn ơi cho rau giùm em. Bên đây em ơi. Dĩa con gà lắm, bằng anh ơi, bằng anh. Dĩa con gà đó lâu lắm rồi nha. Rồi đây nè, dĩa gà bốc đây nè. Mới tới là da. Dĩa con gà bự đó, hai cái đó đợi lâu. Dạ. Đợi hồi thành con vịt con trai nè. Trời ơi. Nó sao chuyển nhanh dữ vậy cô? Cái con cái cũng đi đợi sáng giờ đó. Đợi sáng giờ luôn. Trời ơi. Đó, ai bán hồi sáng mà đợi sáng. Nói chuyện gì cũng nói nữa. Ai bán sáng. Nhỏ rồi. Ai bán hồi sáng. Nói vậy mà. Ai đó mà đợi hồi Tết tới giờ là con xỉu liền đó. Ok đó. Rồi đây con gái ơi, con xong rồi nè. Rồi qua đây nấu rau luôn. Đây sẽ rút tiền cho chị. Có nhiều lắm nha. Trời quá, đợi xíu cái tiền thối nè. Rồi. Nó ăn ngon miệng là hồi lâu đó nha. Con miệng lại thêm hai cái nữa cho người ta mạnh vậy đó. Rồi giờ mình chỉ qua mình để dễ cho mấy cô nha. Nè, tụi hai cái. Đi thêm hoài đi rồi lấy em đi chị ơi. Các em đây, em giành được. Đúng rồi, con lại đầu tiên mà bây giờ chưa giành được nữa nè. Nó lại đầu tiên luôn đó, chưa bày ra nấu nữa. Chưa bày ra nấu. Giờ cười trừ luôn chứ không biết làm sao. Chị bà mấy cái hả chị? Chị em bốn cái. Đã em nó gọi mà. Bên đây mới được hả? Nhưng này mấy cái vậy chị? Bốn cái à cô? Đúng rồi, đúng đó mà không muốn về thêm. Thấy xe nó chạy đó. Sáng nó lên nó luôn đi. Con gà đá với lại con gà dạ. Con gà đá là vậy đó, gà xua đó. Con gà này với cái dẻ bông đó 5 cái đó. Bà 3 cái thôi, tôi 2 cái. Tôi không nói chuyện với bà nữa. Giờ này mấy cô dành mua bánh là mất tình làng sớm luôn á. Mất tình nghĩa là tình làng thì nghĩa sớm. Xóm này không ăn, thôi ăn là vậy. Rồi cái dĩa đó hai cái đi, rồi dĩa bông ba cái nữa xong rồi. Rồi đợi em chút nha chị. Không đợi mình chút nãy giờ. Đó bụng mình rồi đó. Dán đợi thêm chút nữa nghe. Trời ơi chưa. Tao kêu, đứng đây nói chuyện chút đi. Nói chuyện chút thôi. Cô, nãy cô hả? Mấy cái rồi cô. Rồi cô đợi con chỗ này. Nha, ngồi hai dĩa đó cho con gái tôi đi nè. Dạ. Này con cho cô nè. 4 giờ mấy rồi? Ô, cà ngọc một xí rồi tem, nó chăm hoài nữa. Ôi, cái gì vậy? Sàn sẻ đi, giờ đi. Mua chờ 3 tháng rồi rồi. Trời, cái dĩa nó sao tôi để cái dĩa nữa rồi. Con gà đi, con dưa nó đi mà. Lần nữa hả? Con gà nào mà đúng không? Gà nào cũng đúng hết trơn á. Dạ.
rồi cái đó thông cảm chút đi. Mất cái này qua đó thì tại cái gì luôn đi. Chẹ cái chẹ cái gì đó để qua đây đi cho đi về cái một anh thấy sao biết sao. Dạ thôi lỡ rồi cho mấy cô ở lại chơi chung nhau cho vui. Nói một lát thế là cũng có bị người có đứng trên mặt cây luôn. Cây luôn, trên mặt cây luôn à. Đứng trên đầu cây luôn à. Hết 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 hết. Bữa nay bố cái đầu tư rồi. Ba hai bịch đi bán đủ. Nhiêu cô? Này là ba bịch, bốn bịch, sáu bịch. Ba bịch bột kia với ba bịch bột với ba bịch bột giòn. Nó cái này gọi là dành thiệt á. Chúc đi, chúc cũng hết bột rồi, khỏi lo. Ờ, đúng rồi chị, kéo mạnh qua. Kéo mạnh qua chút nữa, ừ đúng rồi. Rồi, rồi thể qua con gà nó đi. Nè, đi, nhường chị qua cho bà đi về, con phải đi làm đi. Gà đá. Rồi, gà đá là chị. Đá dắt ra ngoài nữa. Rồi. Dạ em hỏi chị. Lỡ sao mà đá con gà này chăng ra ngoài luôn rồi hả má Hạnh? Ê còn đây nữa nè, má Hạnh đây nữa nè. Thôi má Hạnh nó dẹp tao, má Hạnh nó nãy mua rồi. Còn hai cây nữa, tự ăn ngon. Ăn ngon thì đợi, đợi cuối đi, còn thì lấy, còn thì lấy cái dĩa, cái thao cho lấy đi. Rồi, bên chị ba sẽ cho con gà này đi về luôn. Trời ơi, không có cho được. Không cho được đó hả? Em xin cái này. Con gà nó này nè. Sao đây? Sao hỏi lấy cái dọc không à? Đá văng con gà ra chuồng nhà luôn. Đá văng con gà ra luôn. Rồi sao đá con gà văng ra rồi. Chị bây giờ chị ơi, giờ á là bà lấy hai cái này bây giờ trước ha, xong rồi bà đảo lên cái nữa đi, rồi bà lấy ba cái nữa. Con chơi nghe là đứng ở đây có biển cái lia mà còn chơi được nữa đi. Đi về rồi bà đảo lợi khó lắm. Muốn ăn đi làm về nhà làm ăn sao không tự đi làm đi, đừng đứng đây đợi chị. Trời ơi chết được quá sợ cãi giả không hề nhẹ. Khó xử quá chị ba ơi, chị ba xử đi. Này đổ chắc 10 chảo không kịp. 10 chảo cũng có tay làm. Không có tay làm á. Cái đó 5 cái nè. Cái em 4 cái rồi chị ba. Dĩa chị ra. Dưới này là dĩa đỏ. Nhận khách đi nghe. Chị ơi, chị ơi. Bên chị hứa là chị nhớ rồi chị ba. Không, chị chỉ đổ mà những cái mà dĩa trước mặt chị thôi. Trời ơi, chấn động. Vô đây đi rồi cho chị về đi, qua đây hai cái cho cô. Nãy giờ cô đợi quá trời lâu rồi. Ít dĩa nhưng mà chất lượng ha. Dĩa tàn 40 cái luôn. Chị giấu dạ. Cái này 3 cái nữa đi. 3 5 cái để sao đi. Cho ta hai cái trước đi. Hồi cái thao bột nó bà uống vậy. Bà tin không? Trời ơi. Sao hâm dọa nhau vậy? Vậy ba chưa sợ nữa đó chứ. Chết mày đang mơi mày có. Chút đi. À, chén cứng rồi. Ờ, chén mày tới mơi đó, má đợi mơi tới mơi luôn kìa. Rồi vậy hai cái trước nha. Rồi hai ba cái đi. Rồi em nói chuyện là bà lão đi quận đi xong rồi bà lão về. Không có đảo em nha. Ở đây không có đảo kế của em nha. Không có đảo đâu hết, nhất định ở đây rồi. Nó khuyết là đóng đô rồi đúng hả? Ở đây luôn cho đào tàn tiệc mới đi. Đẹp cây vô ngáp. Ngáp. Ôi trời nhắc là tớ tớ mày nó chạy cái cái gì vậy? Đâu ba? Rồi cái đó sắp xong luôn. Chưa. Chị này sắp xong rồi. 10 phút nữa xong ngay rồi. Dễ vậy. Nó mà kiếm đính thuê nè. Rồi một cái mất tiêu. Dễ ra đâu lại mấy cái. Biết đâu. Cái dễ từ hồi đầu mùa tới giờ là mấy vậy mà nãy giờ cô đứng nghe ra hà. Chưa nãy giờ lắm, biết bao lâu rồi. Cầm trước 1 gram còn
lát nữa mà hôn bánh gà là giúp cái dễ chạy. Chứ thôi là cái cô mà chuồng gà bên đây là không ổn. Cái cô gà bổ ngoại chứ kìa, nó đòi gà bổ. Con gà bông nữa, con gà bông nữa. Con gà bông nữa, con gà bông nữa. Gà mũ gì còn gà bông nữa lại. Bữa nay ai nói gì nói chị ba tôi ngồi đổ bánh trong im lặng ha. Lấy ai lấy ai đổ quay vậy đó. Vui lực luôn á. Ai nói sẵn cười vậy à. Nó phải chị về về. Kìa xé kìa. Bay bay tôi bay bay. Bay với lại nhóm nè. 3 3 với 4 chưa không con chưa có nhường cho cô được, cô đợi cái khung rồi. 3 với 4 là 7. Bà cô ngồi nữa mà bà vô bà làm vậy đó. 7 với cái này nhiêu hả chị? Nhiều về cái 3. 3 đủ rồi đó. Là 10. Cái 4 cái này 4 cái còn cái nữa. 4 cái nữa. 10. 11. Chưa còn dưới này cái nữa. 12 cái. Còn dưới này cái dĩa 4 cái, 3 cái rồi 4 cái. 4 cái nữa. Là 13 cái rồi đó. Dĩa chồng dĩa dữ rồi. Dạ con Ngân nhận đơn mấy cô ơi, hết bột rồi. Đơn đặt hàng nhiều quá. Chưa đâu, đừng có chỉ nhận. Chưa luôn hả? Chưa. Rồi. Rồi dĩa đó chuẩn bị đi về đó. Đây, đứng bên này. Rồi dĩa đó này của cô nào vậy? Cô đây. Để qua cái bông đi. Chị nào đây, đây bông em. Thưa cô ơi. Xong cái đi rồi bông liền. Rồi chị ơi. Hai cái. Cảm ơn nóng cô. Nóng. Cô lấy bông gạo sẵn ở ngoài. Rồi con. Bông liền. Rồi bốn cái cô ơi, bông gửi. Cứ để hai cái đúng không? Đừng để gì lấy con xong cái bông cô. Cô cầm cái hộp thì con đừng có đau á. Tại nãy ban đầu con gửi cô nhiều quá rồi, giờ cái mình nhường đi cô ha. Qua này của ai nha? Bông đi. Rồi bông cho vô dĩa lá thì đơn hơn, hồi nó chỉ dậy nữa. Nhất này vô rồi đó, vô thiệt rồi đó. Vô thiệt rồi đó, bông này nó mới chắc ăn đó. Vô dĩa. Vô dĩa nó mới chắc ăn đó. Nhưng lên. Rồi nhưng lên. Chưa. Chị này còn hai cái nữa, kêu cái này xong chứ chị là chị kia cử nữa đó. Còn hai không, ý là cái này xong rồi mới chị, cái em mới được. Cho em và tới mày nha, làm tranh thủ về luôn. Nó bông rồi. Hết bột nha. Con này nó lo hết bột. Hết bột rồi chị cô. Con biết chỉ là một người đổ bánh xèo mà thôi. Nóng mấy cái? 5 cái. Đủ chưa? Cái nữa là đủ. Nè 5 cái. 2 cái. Cảm ơn chị. Ủa sao nãy đếm 13 giờ đếm lại cũng là 13 là sao ta? Ủa gì kỳ vậy? 24 này nè, bạn cái không? 2 là 6.
4 là 6 nè, 6 đây mấy cái anh? Ê, cô đó 6 với 3 là 9 lần. Ai biết đâu cái chị đó mà chỉ cứ làm đó hoài thì em chưa là mình rất là mùa chắc hơn hết luôn á. 12, 13, 14. Nhiều dữ quá ta. Sao rồi nó tên sao giờ chị cầm em trước đi. Để phòng cho em mất tiêu nè. Nó tới quận em ơi trước đi. Tôi mấy chị quá à. Ủng hộ nhiệt tình luôn. Ừ. Sao? Trước xe gái này nó mua tới 3 cái rồi. Lại điếm nó có 1 cái. Trời ơi Ngân ơi, những gì là hấp được rồi. Sao? Để mấy cái. Hấp đủ rồi. Chưa đã. Một mấy cái. Bốn cái. Không đủ rồi. Không đủ rồi. Không đủ rồi. Mà nhưng thấy đều đủ luôn á. Còn 2 cái luôn á. Không, một xô thoáng xíu, mấy bạn nhỏ chắc là mấy bạn nhau ăn lấy vị. Ăn lấy vị nha, đồ bánh xèo nó cái gì mà lại trước cái đó rồi. Tôi hy vọng lại nhờ lại trước, ăn thôi không được gì đó. Ai nói tôi tham mà. Cô! Chịu nó thử. Không, tôi chấp nhận rồi. Họ bán là tôi lại trước rồi. Còn giật chị mới được á. Không có được ăn đâu. Tà lanh tà lẹ. Không được bánh được bánh nè. Rồi, 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 được 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 rồi, trời ơi cười đó hả? Cười đó được ăn là tôi cười đó. Hết tôi không được, tôi nhanh nhanh rồi. Rồi xe lại chạy trước. Hết giờ đó rồi. Tôi không được là tôi nhanh nhanh hả? Ai nói tôi tham, tôi cũng chịu tham ăn. Chịu trời ơi. Mua lại cầm cái dĩa hoài mà không nói, không nói mua nhiêu nhiêu rồi mình khá chỗ rồi. Con mua con mua cho ba con hết gì mình nó đi dẻo dẻo hoài lấy gì con. Tôi mua cho ba nó ba nó nói gì nói hả mua chú dạ hết rồi. Sao chú biết? Tại đi ra là mất luôn. Tao còn không rõ kìa mà hết đâu hết. Hết rồi đó chị. Hay, để trời em đã thấy hết rồi, tao cho ông này vậy đó. Tao còn một thùng vậy đó mà mình hết. Trời ông đứng tao hỏi em có ống cống à. Tính mua nhậu mà hết rồi lấy gì nhậu. Nó. Sao lắc ra hả lại, chừng nào tao dìa hả lại. Nào tao dìa hả lại. Để gì vậy? Mình muốn cái gì mình lấy trước. Nghe liền là lấy trước rồi. Nghe liền là tới liền. Bây giờ từ chối được ai thì từ chối đi. Tại vì đứng đợi cũng ăn rồi đó. Giờ giống như vậy. Giờ con năn nỉ mấy cô là mình chia nhau ra được không? Mình chia đi. Mình lấy ít không được đâu, mà lấy gì không được mình lấy ít. Chia đi cô ơi. Em lấy một cái được không? Vậy ba cái thì sao ăn không có chia đi. Nhà ba bốn người ăn một cái. Cái ba người thôi em lấy ba cái này thôi. Hai cái này nữa được rồi. Là ba cái được rồi. Rồi vậy là chị nhường lại ăn cái nha. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi em đợi chị. Được với em. Được quá được luôn. Dạ được. Quá em. Em chở luôn nha. Một vậy là còn một cái nữa. Trời, vậy là bà tính mua 4 cái là bà ăn, bây giờ bà mua 3 cái là bà nghỉ luôn rồi đó. Ừ, bỏ đi. Xe kìa. Trời, xe nó tránh mình đâu sắp tránh xe được. Trời, vậy thôi ra ngoài đi đi. Thôi ta đông đông rồi mình chạy xiên xiên đó. Cũng phải hẹn tiền hát kìa chứ. Có gì người đẹp vậy? Dạ, hết bánh rồi anh ơi. Đều ăn người đẹp hả? Ơ, người đẹp Tây Đô hả? Người đẹp Tây Đô. Sao đây ăn cái mà nó mang quá nữa, người đẹp. Nhớ
còn hai cái thì chùa cho cháu chứ ông nội. Chùa vẫn dám ăn, chùa vẫn biết. Mà nhớ em mất là tại sao còn nước mắm hết tánh giờ. Tại nước mắm thì làm dơ, bánh dơ làm dơ đủ. Chùa thăm cái tim đi nữa. Ta nói phải một sự lại gần ngó qua con cái đầu của con cái nữa. Cái con chưa dừng hết rồi, hết rồi cô ơi. Hết dư rồi. Con chảo con xô nó con đi. Để xong chưa? Chưa. Ăn đậu nữa mày. Ăn đậu đéo đi. Rồi. Kìa, con có giữ lại đi trời ơi. Mấy cái xô mấy cái chảo ta giữ lại đi mới mốt con lại làm nữa. Chừng nào bao lâu lại bắt nữa. Mới. Bao lâu kìa chị ba. Chị ba trả lời đúng đi, chị ba bán rửa. Chị ba lại nhà về chị ba đi, chị ba mới đổ cho. Em hứa à nghe. Kế bên luôn. Nó mệt lắm, cực khổ lắm, rau quá, mắm đồ mầm. Không đi. Trời chị rút hẹp, chị tức bên đó bốn cái nhỏ lại giùm em được không? Không được. Thôi. Tại sáng giờ rồi. Sáng giờ luôn hả? Sáng là sáng rồi, sáng là sáng. Ờ, quá uy tín luôn. Ai sáng giờ đâu hả? Kìa chị áo hồng bên kia kìa, hồng nguyên cây kìa. Chồng mới la đó, bà già là chồng mới la hái là chồng phải quýnh bao. Rồi vậy, ông có la không chị? Có, mới la. Mới la không hả? Mới la rồi đó. Nó la không hả? Chứ nó la. Trời ơi, chấn động. Bây giờ là uy tín tim đầy mình. Mới la thầy luôn. Anh ơi rồi hả? Bây giờ bố con hai cái. Hai cái. Bấy. Mình nói lợi nội sửa sạn nữa thôi, lợi chi sớm. Sửa sạn. Nó sửa sạn sắp xếp chỗ nữa lâu lắm. Bà tôi rồi. Tôi là nghe là tới rồi. Bà động đọc trước đó. Động dao động thớt là có mặt tôi rồi. Bầm tấm phớt ở đi chùa bà đây là bà nghe rồi đó. Con này chưa được cái khác bán cho con này biết được. Rồi con kêu bố này lại con bữa lại hồi đầu tiên bây giờ nó được cho tôi đó. Thôi ăn đỡ ba cái đi mời ăn nữa. Chưa mời ăn có đâu. Mời mấy chị không đổ tôi đỡ. Nữa thôi mà ba ai mua con đó ăn ơn đi. Giỡn hoài. Có dừa đâu ca nãy dừa khô đó. Trời, một nhà nhà cô nào có chồng cây dừa nào chỉ con thì con ra con leo dừa không con nạo luôn đi. Đâu con bọc thiệt đó. Mấy chị bên chị được mấy cái nữa? Cái này còn cái nữa. Nói nghe nè, xin cái này nghe là của hai bé thôi là đủ nè, rồi bên kia là của chị ba. Cái này còn cái nữa là đây một cái nữa là rồi đó. Rồi hết luôn. Là đủ rồi đó, là bên đây của chị là còn hai cái đúng không? Là đủ rồi đó. Còn hai cái này là bên đây. Cho đường bột ngọt nem luôn, mà không biết dừa nằm ở đâu. Trời ơi. Dạ là rồi. Đủ luôn không? Đủ rồi đó. Bạn đặt rồi hả? Nói cho mấy con sao sao á, tới liền nè, cổ tới là tới liền đi, theo lời của tôi nói đó. Được. Cảm ơn các cô đã ăn được chưa hành trình mấy em con mấy cái hai cái hai cái hả? Sau nên mua trong dư cũng nặng đấy. Dạ, ngày hôm nay á chị ơi. Để cho em hộp cho em. Chưa. Ừ đúng rồi đó. Con nào hộp cho em. Con quên mấy cái đúng không? Nha, con mặt cái giờ cái mặt không thấy mùi sưng cho mấy nhăn hoài. Rồi sao bé thì có chưa? Dạ có. Dạ, dạ sẽ có ạ. Rồi, đợi hết mùa hè đây. Rồi đây, trời cảm ơn rất là nhiều, để đợi chị nha. Dạ, hết mùa hè thì mấy chị còn rất là vui luôn cô chú anh chị các bạn ơi. Khi mà đi vô trong tính thơm me để mà bán những cái chiếc bánh tè nha, thì bà con ở trong nơi đây thì rất là thích cái món này cũng như là ủng hộ rất là nhiệt tình luôn. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã quan tâm nha. Bây giờ thì chị em sẽ cùng nhau chia cái số bánh này còn lại để mà mọi người có thể đầy đủ hết nha. Và bây giờ tôi sẽ dài gặp lại.